Hôm nay Khánh sẽ nói về hai cái bộ dây cầm trên tay của Khánh đây. Một bên là acoustic dây sắt, một bên là classic dây ni lông. Khánh sẽ phân tích kỹ hai loại dây này. Đây là cặp đôi hoàn hảo. Nó hoàn hảo lắm các anh chị. Nó hoàn hảo từng chi tiết một. Đây, trước khi mà nói về hai bộ dây này, Khánh sẽ nói trước là tại sao mà chúng ta phải thay dây đàn. Đó, thì chúng ta đánh dây đàn một thời gian á, chúng ta đánh đàn một thời gian, cái dây đàn nó sẽ bị sét đây. Đây là đèn acid nha. Đây cái dây đàn của Khánh bị gần là nó đã bị phai màu nè. Mọi người nếu mà nhìn kỹ á, cái màu của nó nè. Cái màu của nó bắt đầu phai màu và Khánh chuẩn bị thay rồi. Chính xác luôn của cái đàn này là thay để thay dây, cái dây này là gần 10 tháng rồi. 10 tháng. Đây là chính là cái bộ dây thần thánh Alice 139 AC139, mã model của nó là vậy. Nào mọi người nhìn thấy rõ nha. Khánh sẽ giới thiệu bộ dây này trước. Có rất là nhiều bộ dây chúng được Khánh nói. Đây là câu hỏi nhiều lắm của tất cả anh chị các bạn hết, phân tích từ từ. Đừng nóng. Mọi thứ cứ phải từ từ. Có các anh chị nói là Khánh nói nhanh. Khánh nói nhanh các anh chị cứ xem đi xem lại 700 lần cũng được nha. Đây là Alice 139 nè. Đây có ghi chữ là Professional nha. Guitar String. Alice, Khánh sẽ giới thiệu Alice là một cái hãng chuyên gia luôn sản xuất về dây tại Trung Quốc. Trung Quốc là nước kế cận của chúng ta. Với cái nhiệt độ và thời tiết của châu Á gần giống như Việt Nam. Họ là chuyên gia sản xuất dây. Alice chuyên gia sản xuất dây nha các anh chị. Chứ không phải là cái hãng combo là hết. Alice sản xuất xuất qua châu Âu, Bắc Âu, xuất ngay cả qua Mỹ, ngay cả qua những cái nước, rất là nhiều nước trên thế giới. Alice là một chuyên gia sản xuất về dây chứ không phải là hàng cấm, hàng con bé bé nha anh chị. Alice đây và âm thanh của nó sau 9 tháng. Mọi người nghe rõ không? Nghe âm thanh rất là chân thật nha. Dây 4 bắt đầu có dấu hiệu hơi đục đục. Dây 4 Khánh nghe có dấu hiệu hơi đục đục. Dây 5, dây 6 thì bây giờ dây 6, dây 5 còn trong, dây 6 thì hơi đục hơn. Do cái mùi hôi tay của mỗi người là khác nhau. Cái mùi hôi tay của Khánh đánh một thời gian nè, kèm theo là nhiệt độ bên ngoài. Nhiệt độ bên ngoài, ví dụ như chúng ta để một nơi ẩm, mưa gió chẳng hạn, hay là chúng ta để một nơi nóng, rồi mồ hôi tay chúng ta bóc vô, người ta chơi mỗi ngày. Cái dây này là Khánh chơi thường xuyên và đây là 9 tháng rồi. Khánh sắp sửa phải thay dây rồi. Nó sẽ rơi vào cái thời điểm thay dây. Và thường tại Khánh bận của Khánh chưa thay dây. Nhưng mà thường cái bộ dây này, bộ dây Alice 139 này hay là bộ dây sắt này đó, thì khoảng 6 tháng là chúng ta thay ra được rồi. Còn nếu mà bận quá thì vẫn chơi được đó, kéo dài 9 tháng luôn. 9 tháng thậm chí là cả năm luôn thay vẫn được. Tuy nhiên thì tại sao chúng ta phải thay dây? Nhưng nó thứ nhất là tiếng của nó không còn được như là mong muốn ban đầu nữa, nó không còn độ rung ban đầu nữa. Và những cái dây bắt đầu nó bị rỉ nè, nó không còn rung. Cái dây 4 dây 56 chúng ta thấy nó bọc bằng một cái lớp bên ngoài á, nó là lớp quấn một lớp kim loại bên ngoài nha. Quấn một lớp kim loại bên ngoài nó sẽ to hơn so với những dây bình thường. Vì vậy cái độ rung là dây bass nha. Này cũng là kim loại nè. Thì cái kim loại này nè, nó kết hợp với là mồ hôi tay của chúng ta, nó bị rỉ. Có nhiều người các anh chị đang ngồi đánh đàn bầm bầm bầm, đang bóc dây bầm 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 bầm, cái kế bên có cái dĩa xoài bóc ăn, trời ơi cực kỳ nguy hiểm các anh chị. Các bạn chúng ta không biết, nhưng mà khi mà dây chúng ta đã quá tuổi rồi, quá cái đát rồi, nếu mà mồ hôi tay của ai mà nó mau xét thì chúng ta thay sớm, 3 tháng chúng ta thay được rồi. Còn nếu mà mồ hôi tay mình lâu như cỡ của Khánh, Khánh ít có bị hư dây lắm. Khánh gọi là mồ hôi tay Khánh không phá dây. Khánh đánh bộ dây nào cũng thường trên 6 tháng hết. Cái này mình tùy theo mỗi người thôi, cơ địa của mỗi người ra mồ hôi. Thì chúng ta bóc như vậy nè, sau khi mà nó rỉ sét á, chúng ta thấy đen thui mà chúng ta còn giữ đánh nữa là thua các anh chị. Phải thay thôi. Chúng ta hỏi là nó sẽ có cái mùi rất là khó chịu. Nó có mùi rỉ sét rõ ràng luôn, rỉ sét rõ ràng luôn, khó chịu lắm các anh chị. Bóc vô ăn, bóc cái miếng xài hay miếng ổi bỏ vô miệng ăn, mình đâu có móc họng mình ra được đâu, rất là nguy hiểm. Bởi vì nó có cái nó gọi là có cái bột
bộ kim loại nặng đó vô nó cũng ảnh hưởng tới cơ thể chúng ta rất là nhiều. Vì vậy chúng ta hãy thay dây đàn khi mà nó còn nó đã bị reset, bị đen. Và theo thời gian đi, nên thay theo thời gian đó. Ví dụ như nè, ví dụ Khánh bóc vô đây là khi mà Khánh cầm cái đàn Khánh để xuống là Khánh phải đi rửa tay liền, rửa tay với xà bông liền. Để chi? Để nó không có bị ảnh hưởng sức khỏe của Khánh nha. Mà chú ý điều này nha, chứ không phải bóc đồ ăn ăn vô là chết luôn á. Nó rất là dễ bị bệnh, nhiều cái bệnh nha. Đặc biệt là gì bỏ vô miệng là móc ra không được. Bỏ vô miệng rồi là phải kỹ, bỏ vô miệng là nó đâu có lấy ra được. Đúng không? Đó. Rồi, đây là dây ni lông nha. Rồi, để phân tích tiếp cái dây ni lông này. Nó cũng còn long lanh chứ hả? Đây dây ni lông nè. Để mình có kiến thức rồi mai mốt sau này mình ra đường ai chém mình, khó người nào chém các anh chị lắm. Các anh chị chỉ mua đúng cái loại hại của nó thôi. Ra một cái shop, ai mà xem clip này nè, ra một cái shop mà nó nói không đúng cái sự thật này là các anh chị đừng tin nha. Họ lừa anh chị. Clip này Khánh không có. Tại vì bao nhiêu năm kinh nghiệm xài dây rồi, rất nhiều dây, rất nhiều dây Mỹ gì rồi, chút nữa Khánh giới thiệu chính. Đây cái dây này là hiện tại là đang Khánh đang có cái bộ dây Alice 139 size H. Bên cạnh đó chúng ta có size N, và thường là có là cái size N các anh chị. Alice 139 mà size N này nè, là chúng ta đánh nó rung tình cảm hơn size H. N là normal, có nghĩa là cái độ cái dây số 1 nó in cái độ in của nó là cái độ to, cái đường kính của nó. Còn milli của nó là 0.71. Đó, rõ ràng đây là có những cái thông số rất là rõ ràng nha, mọi người nhìn thấy không? Nếu mà mình dùng size H á, thì tiếng nó đanh hơn. Đó, mình dùng size N thì tiếng nó lại êm hơn, nó không đanh. Đó, nó có hai dạng như vậy. Nha, mọi người, H tension nè và normal tension. Đó, normal tension là cái độ rung dây thông thường, cái độ rung dây cứng tension á. Rung dây H là bị cứng. Nó đanh hơn, tiếng nó đanh hơn. Và mọi người nhìn thấy rất là rõ nha. Cái loại này, riêng cái loại thần thánh này nè, nó chỉ có 150.000 thôi. Nhưng mà nó có tới 4 lớp nè, mọi người nhìn thấy rõ nè. Trong đây nó có lớp zone. Đó, một lớp zone. Bên trong của nó là một lớp ni lông. Lớp zone, 4 lớp rõ ràng. Đó. Nha, rất là tốt. Nè, Khánh sẽ phân tích tiếp. Cái dây này với cái dây này đều có 4 lớp nè. Cái dây này là dây Alice 466 AW466 của dây sắt. Nhưng mà nó cũng có 4 lớp nè, mọi người thấy nè. Và cái size chuẩn của nó hiện tại là Khánh đang chỉ bán cái size là size SL. Size SL là Super Light. Đó, size này size 11. Ok. Ở đây nó sẽ có 4 lớp luôn. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy 4 lớp rất là rõ ràng ha. Đây, xuất xứ của họ là bên hãng Alice đàng hoàng nha. 4 lớp, trong đây có một lớp nè. Cái dây này 466 là trong đây có một lớp phosphor đàng hoàng. 4 lớp phosphor. Đó. Cái độ bền của nó cực kỳ cao. Thay vì bây giờ là chúng ta bỏ 150.000, chúng ta mua cái bộ dây này, bộ bền nó 6 tháng, chúng ta bỏ ra 400.000 chúng ta mua cái bộ dây Elixir. Elixir mà phải là một hộp riêng nha, chứ không phải là hộp trong cái hộp 3 nha các anh chị. Hộp 3 nó cũng không phải là chuẩn đâu. Cái hộp mà riêng lẻ một hộp đó. Elixir lẻ một hộp nó giống như hộp này nè, ở mặt hàng Elixir của Mỹ á, thì chúng ta cũng chỉ đánh khoảng 6 tháng thôi. Khánh xin thưa là như vậy luôn. Vì cái mồ hôi tay của chúng ta nó cũng sẽ, và nhiệt độ của môi trường nó cũng sẽ tác động để làm cho nó bị oxy hóa. Nó sẽ bị hư sớm, hết rung sớm. Đó, chắc chắn sự thật nó là như vậy. Mình chỉ nói sự thật thôi. Khi mà chúng ta đang có mùa đang trong có mùa gọi là mùa lễ tháng 9 thì hoàn toàn sẽ được giảm giá, là miễn phí vận chuyển. Phí vận chuyển tùy mọi nơi. Hai bộ này là 300.000. Đương nhiên là trực trạng kèm giáo trình bích khảy và một cái tay quay tại shop kitakhanh.com nha. 300.000 tặng giáo trình, tặng bích khảy, tặng tay quay nha. Đó. Là miễn phí vận chuyển. Phí vận chuyển có thể dao động trong thành phố Hồ Chí Minh là tất cả mọi miền trong cả nước Việt Nam này luôn, thì vận chuyển nó dao động từ 20.000 cho đến 50.000, hoàn toàn miễn phí vận chuyển. Bất kỳ mọi nơi đều có thể liên hệ vào số điện thoại 0903891119 của Khánh. Và giờ tránh nha các anh chị, giờ hành tránh mới gửi được chứ. Tối đâu sao gửi được, tối các anh chị gọi, để giờ hành tránh gọi nha. Gọi đặt hàng nói bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi thành thánh này. Đó. Một bộ nha,
một cặp đôi như vậy nha, chồng mua lẻ một bộ này là không có miễn phí hết chứ hả? Anh đang chương trình miễn phí khi mà chúng ta mua một bộ cặp đôi này nha. Trong cái chương trình mà thay dây á thì các anh chị hỏi là cái dây sắt, cái đèn ni lông này mà chúng ta thay dây sắt vô thì được hay không? Khánh xin thưa là khuyến cáo không nha. Và cái dây sắt cũng vậy, cái dây sắt này mà mọi người thay dây ni lông vô có được không? Được, nhưng mà Khánh khuyến cáo không. Dây nào xài dây đó, cây nào xài cây đó. Bởi vì người ta sản xuất ra cái hệ của nó là vậy. Được, nhưng mà khuyến cáo không nên nha. Đó. Cái bộ này cũng vậy. Bây giờ Khánh sẽ giới thiệu thêm chút xíu về những cái loại dây khác. Ví dụ như là cái bộ đôi, ví dụ như là đây là dây màu acoustic nè ha. Màu acoustic. Đó, của Alice luôn. Đó, Alice có vài dây bao lông nữa nè. Đây dây Mỹ nè, dây Mỹ 206 nè. Nhưng mà thật sự cái dây Mỹ á, vì cái nhiệt độ nó khác, cái độ bền nó khác, nó thuộc về trong Mỹ đó. Nên là trong Mỹ nên, nhưng mà nó nhái nhiều lắm nha các anh chị. Còn đây Khánh bán chính hãng đàng hoàng 260 ngàn. Khánh bán chính hãng nha, không hề bán nhái nha. Không có chơi nhái, chơi chính hãng thôi. 260 ngàn. Nhưng mà thật sự Khánh nói cái độ bền nó không bằng. Chỉ có khi nào mà bạn nghe nó thực sự Khánh nghe thì nó cái độ mà rung tình cảm, nó có rung tình cảm hơn cái bộ Alice, nhưng độ bền nó không bằng nha. Ví dụ cái này xài 6 tháng, này xài chừng 3 tháng. Bộ Mỹ xài chừng 3 tháng nha. Bộ này 6 tháng, bộ này xài 3 tháng. Nhưng mà thằng này 8-10 với nhau. Đó, 8-10 với nhau. Thằng này 8 thì thằng này 10. Như vậy thôi. Còn có những thằng cao cấp hơn thì nó cũng xem mà nó không có khác nhau nhiều. Chúng ta không phải là những người chơi nhạc, không phải là những người mà các chị biết là khi mà thay một bộ dây nó rất là cực, nó cực lắm. Nên là chúng ta lấy cái đồ bền này, nó hay nó bền nè, nó hay nó bền nha, để chúng ta thay. Rồi cái bộ dây này, hai cái bộ dây này, bộ dây thần thánh, quay trở lại xíu mình nói liên thuyên, hai bộ dây thần thánh này dành cho những loại đàn trên 1 triệu, đàn Trung Quốc gì cũng vậy, nên gắn dây này thêm. Còn dưới 1 triệu mấy cái đàn mà dán ép hay đồ này kia, chúng ta xài mấy bộ dây bình thường thôi. Ví dụ mấy chục ngàn này nè, mấy chục ngàn này nè. Còn cao cấp hơn nữa, muốn cao cấp hơn nữa thì xài mấy bộ dây 80-100 này nè. 80-100 này. Cũng Alice 130 chẳng hạn gì. Đó. Đó. Cái này cao cấp hơn nè, cái này nó có, cái này bộ này nó hiện tại tùy cái giá, nó có những cái thời điểm nó giảm giá, các anh chị phải thông cảm, có thời điểm hàng nó ít thì giá nó cao, thời điểm hàng nhiều. Rồi những chương trình khuyến mãi thì giảm giá, chứ không phải là bán giá lung tung như các anh chị. Giá rất là chuẩn, giá rất là chuẩn. Đó, thì bộ này có khi là giảm giá còn 100 ngàn. Có khi thôi nha, đôi lúc nhiều quá thì giảm giá. Đó, lúc là hết hàng các anh chị, order nó hơi lâu. Có những bạn hỏi là mấy chục ngàn này là chúng ta xài được rồi. Tại vì những cái đàn mà rẻ dưới 1 triệu thì thường tùy cây nha các anh chị. Đó, thì thường là chúng ta xài mấy bộ này nó cũng sẽ có đảm thanh tốt hơn những bộ rẻ này. Có anh chị, có các bạn nào mà không đủ cái điều kiện thì chúng ta mua rẻ. Rồi giới thiệu thêm đây cho dầu lao dây của Mỹ, Dunlop. Chơi dầu lao dây của Mỹ, Dunlop này á, thì lao dây cho nó sạch. Nó sạch, nó đỡ bị axit, độ bền nó cũng thêm. Ví dụ chúng ta lao cho nó bóng, ví dụ những cái khóa này chúng ta lao cũng bóng nè. Dầu này dầu lao dây, dầu mà mọi người biết rồi. Cái dầu này, cái mặn mình tiếp xúc vô này, ví dụ này tiếp giờ vô là nó không còn cái độ trơn của nó nữa mà nó rỉ sét rồi, thì cái dầu này mình lao vô nó sẽ tiếp lại, nó sẽ chảy cái dầu vô trong cái rãnh của mấy cái khe này, thì nó sẽ làm cho cái khe đó nó êm hơn, chúng ta nước hơn. Đây dầu lưng lớp, dầu này là dầu lao dây nha, chứ không phải là dầu lao dây, chứ không phải là dầu khác, không phải là làm bóng, là lao dây thôi. Đây nó có string cleaner nè, tiếng Anh nè, string cleaner, string cleaner có nghĩa làm sạch dây nè, sạch dây. Okay, chai này hiện tại là shop đang bán 180 ngàn nha. Đến lớp 65 sạch dây, ok đó. Còn bộ đôi này thần thánh, hôm nay là nói gì, cái bộ đôi thần thánh này trên 1 triệu xài này đó, bảo đảm hay. Còn đó, còn Khánh không nói với những người nhạc công, những anh em nhạc công nha. Những anh em nhạc công họ có lỗ tai nghe riêng, họ phải đàn kiếm tiền.
họ đàn những cái thể loại hay để mà âm thanh nó tốt thì họ phải đầu tư. Họ đầu tư gì thì Khánh không biết, nhưng mà có những anh em chịu đầu tư một bộ dây 400-500 ngàn, có đầu tư, nhưng mà đánh cái độ bền của nó cũng chỉ là một, nó sẽ khai thác tốt cái độ rung đó, có thể một tháng, một tuần, 10 ngày, nửa tháng, một tháng gì đó, thì cái độ rung của cái dây á nó sẽ rất là hay đó, nó vậy đó. Bởi vậy có những bộ dây Mỹ, những bộ dây Pháp gì đó ha, mọi người nhìn thấy á, nó sẽ sử dụng hàng sử dụng rất thấp để người ta khai thác cái âm thanh, cái độ rung của nó rất rung rất nhiều mà màu bị sáng. Còn chúng ta thật sự anh chị gắn bộ dây này hay tuyệt vời luôn, thật sự mọi người Khánh rất thích luôn. Nó là chuyên gia mà, nó chuyên gia mà, nó phù hợp với nhiệt độ Việt Nam nữa, nhắc lại xíu nha. Rồi mọi ý kiến thắc mắc tất cả anh chị comment bên dưới, tư vấn tận tình chân thành và hết mình với tất cả các anh em. Khi thắc mắc luôn có thể gọi vào giờ hành chính hoặc là chat vào Zalo số 0908 9119 để mà Khánh được tư vấn tất cả anh chị các bạn. Cảm ơn, xin chào và chúc sức khỏe, hẹn gặp lại.